Chào mừng các bạn đã đến với kênh Hắc Sa Ha của chúng tôi. Hôm nay chúng tôi sẽ chia sẻ cho bạn về chủ đề 10 mẹo nhỏ hữu dụng cho cuộc sống. 10 mẹo nhỏ rất hữu ích trong đời sống hàng ngày, hãy xem để tích lũy thêm cho mình một chút kỹ năng nhé. 1. Khi bị chảy máu mũi, hãy dùng sợi dây mảnh buộc vào ngón giữa giúp cầm máu nhanh chóng. 2. Khi ống hút quá mềm không làm thủng chỗ niêm phong đồ uống được thì hãy gấp ống hút lại, dùng đầu nhọn chỗ gấp để chọc. 3. Nghiến răng. Mỗi tối trước khi đi ngủ hãy ăn một miếng vỏ cam tươi, ăn liền trong 2-3 ngày có thể giúp trị chứng nghiến răng khi ngủ. 4. Khi trời nóng có thể vẩy chút tinh dầu gió vào cái quạt tạo mùi hương cho gian phòng, ngoài ra còn giúp nuôi mũi. 5. Khi ăn nhiều gây đầy bụng có thể lấy bàn chải đánh răng cho muối vào chà răng, hiệu quả rất tốt. Răng lợi thuộc kinh thận, thận liên quan đến dạ dày. Điều này trong sách Hoàng đế Nội Kinh có viết. Kinh nghiệm của người xưa có nhiều điều đáng để chúng ta học tập. 6. Phương pháp hơi lửa quả cam trị ho phong hàn, lột vỏ ăn nan. 7. Khi bị nứt hãy nuốt nước miếng liên tục 7 lần, nếu chưa được hãy làm lại. 8. Chứng mất ngủ. Có thể dùng nước nóng, thêm giấm rửa chân. Trước khi ngủ không nên uống trà, cà phê, đừng nói chuyện quá nhiều, hạn chế hoạt động trí óc. 9. Lột vỏ quả óc chó. Cho vào nồi chưng khoảng 10 phút, lấy ra cho vào nước lạnh rồi mới đập vỏ để lấy được phần nhân còn nguyên vẹn. 10. Cắt trứng muối bị dính dao. Trước khi cắt, hãy cho dao vào nước sôi làm nóng, hoặc dùng sợi chỉ để cắt, giúp miếng cắt được nguyên vẹn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh Hắc Sa Ha của chúng tôi. Hy vọng những chia sẻ vừa rồi của mình sẽ giúp ích được cho các mẹ bầu. Nếu các bạn còn thắc mắc gì hay có chia sẻ về vấn đề này, thì hãy để lại cảm nhận bên dưới cho mọi người cùng tham khảo nhé. Và đừng quên ấn vào nút subscribe, đăng ký bên dưới để thường xuyên theo dõi những video hữu ích nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!